Hello, xin chào mọi anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức nha. Thì trước mắt anh chị em đây là một cặp Camry 2.5Q sản xuất 2019 luôn. Một xe thì màu trắng, nội thất kem, một xe màu đen, nội thất đen nha anh chị. Thì xe màu trắng chạy được 21.000 km, còn xe màu đen thì chạy được 25.000 km nha. Và đặc biệt thì xe màu trắng là một chủ từ đầu, còn xe màu đen này lại là gốc thành phố anh chị ha. Xe màu đen này là em Hưng bán cho khách ở Bình Định ha, nay người ta lại có nhu cầu bán lại em ở bên đây cho bên em Hưng ha. Thì con này là gốc thành phố thì sang tên sẽ tiết kiệm được 20 triệu, còn con này được cái là một chủ từ đầu nha. Và hai xe ô đôi khoảng được 2 vạn, con này 21.000 mà con này là 25.000 km. Thì giá hiện tại của mẫu xe Camry 2.5Q hiện tại rất là tốt anh chị ha. Lanh quanh khoảng 900 triệu là chúng ta có thể sở hữu được mẫu xe Camry này rồi. Nếu như mà trả góp đưa trước thì tầm khoảng đâu là 350 đến 400 triệu là có thể sở hữu được cái xe Camry ha. Thì em Hưng có hỗ trợ góp băng toàn quốc và lãi suất ưu đãi của ngân hàng theo ngân hàng nha anh chị. Nên là anh chị cứ yên tâm ha, Hưng sẽ hỗ trợ hết mình cho mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng theo chân em Hưng để mình xem qua về chất xe của hai con xe em Hưng vừa giới thiệu đến anh chị nha. Thì đây là mẫu xe đầu tiên mình sẽ đi vào cái con xe màu trắng này đi. Thì chiếc màu trắng này là chạy được 21.000 km nha, cũng là 2.5Q sản xuất 2019 nhập Thái Lan nha anh chị. Xe này là sơn zin còn dường như là 98% thì rất là đẹp nha. Và cái nội thất màu kem của xe này rất là đẹp. Lúc mà vừa về em Hưng có quay á, có chụp hình luôn chị, mà nó mới tinh nè. Thì xe này cũng đã mới vừa spa em Hưng đưa lên showroom ha, đưa lên showroom rồi. Mình đi một vòng mình quay xem chiếc xe nha anh chị. Nói chung là những cái xe màu Camry này, cái màu của nó là màu trắng ngọc trai nha anh chị, trắng ngọc trai ha, thành ra là nó có hơi có camay đấy. Nếu mà xe mà sơn dầm nhiều á mà pha không đúng tỷ lệ là nó sẽ bị lệch màu anh chị. Con này thì rất là đẹp nha, rất là cân đối luôn. Em Hưng thì ráng quay chi tiết nhất đến anh chị để anh chị có thể có đánh giá chiếc xe ha, rồi anh chị có thể sắp xếp lên xem xe đỡ mất việc của anh chị. Thì dĩ nhiên là bên em Hưng lúc nào buôn bán xe cũng có cam kết cho anh chị về chất lượng, như là xe không cứng đụng, không ngập nước, cũng như là máy móc hộp số nguyên zin và xe có nguồn gốc sang tên hợp pháp rõ ràng nha. Đấy rồi, Hưng đi quay cho anh chị xem một cái chiếc xe nha anh chị, rất là đẹp nha. Đấy, rất là mới luôn, phải nói là con này chủ đi rất là kỹ. Thì ở 2.5Q 2019 là đã được hãng nâng cấp rất là nhiều option anh chị. Nâng cấp toàn gần như là cải tiến toàn bộ luôn, từ công nghệ cho đến cái thiết kế nha anh chị. Thiết kế của 2.5Q Camry bây giờ là trẻ trung hơn, sang trọng, vẫn sang trọng nhưng mà trẻ trung hơn, có phần nữa là thể thao ha. Phải theo kịp xu thế hiện tại. Đấy rồi, mình sẽ đi vào chi tiết nè anh chị. Thì so với mặt Camry đời 2023 thì 2019 này nó cũng không có thay đổi mấy gì ha. Thì đó. Rồi, xe trang bị là có đèn chiếu sáng là đèn bi LED nè, có LED ngày định vị nha. Và được trang bị là có cảm biến trước, có cảm biến trước và cảm biến sau luôn nha anh chị. Con này là được trang bị là la răng hợp kim nhôm đúc nguyên khối nha. Kích thước của la răng này là 18 inch nha anh chị, la răng là 18 inch. Đấy, và vỏ là vỏ riêng theo xe là này, sản xuất tuần thứ 42 2019 nha. Đấy, rất là đẹp anh chị. Con này là đăng ký lần đầu là 2020 luôn nha, 29 nhưng mà đăng ký lần đầu 2020. Ở phiên bản này là trang bị là có cửa sổ trời này, gương chiếu hậu chỉnh cặp điện, có tích hợp đèn báo rẽ và có tích hợp là cảnh báo điểm mù nha. Rồi viền cửa sổ thì được ốp inox rất là sang trọng. Tay nắm cũng mạ chrome nè anh chị ha, tay nắm mạ chrome rất là đẹp đây. Về tiêu hao, mức tiêu hao nhiên liệu thì ở 2.5Q này đã được hãng là trang bị rất là nhiều chế độ chạy, chế độ eco nè, rồi comfort normal ha. Thì giống như là mẫu xe này đi, thì nếu mà anh chị chạy á thì tiết kiệm được khoảng đâu đó từ 5 lít rưỡi 6 lít, cho đến là nếu mà đi đường thành phố ha, thì kẹt xe rồi khoảng đâu là 12-11 lít rưỡi anh chị, tiết kiệm hơn 10% so với mẫu cũ nha. Form dáng thì cực kỳ đẹp ha anh chị, em rất là đẹp. Rồi phía sau được trang bị là có đèn LED nha, đèn hậu là đèn LED nha anh chị mọi người. Đó, đèn LED ha, tích hợp với vậy toàn bộ đều LED anh chị nha, không có đèn halogen luôn, toàn bộ đều là đèn LED hết. Được trang bị là ống xả đôi nha, trang bị là ống xả đôi này, 4 cảm biến sau ha. Phía sau xe là cái cốp sau á,
được hãng thiết kế là nó hơi bút lên nên kia tạo nét thể thao cho xe chúng ta. Mở mở cốp rồi mình xem nha. Đây, cốp rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Phía sau nó có loa này, loa súp này anh chị. Đấy ha, nghe nghe hay lắm. Con này thì đồ nghề con đội Soco là còn nguyên zin hết nha anh chị. Đấy, bánh Soco là chưa qua sử dụng luôn. Rồi, thì em Hưng cũng quay chi tiết nhất cho mọi người cùng xem hay thì anh chị có nếu mà được sắp xếp đến xem thực tế để đánh giá được chiếc xe nha. Còn những giống như em Hưng cam kết cho anh chị là mua xe cũ, quan trọng nhất là cứng đụng ngập nước cũng như là máy móc nguyên zin nha anh chị. Đấy, không ảnh hưởng đến khung gầm này nọ. Đây ghế sau nè anh chị. Ghế là ghế da zin theo xe nha, da zin theo xe anh chị, ghế màu kem nha. Mà lúc mua về nó cũng sạch lắm chị. Đây. 2.5 quay chắc chắn là không thể thiếu được cái bảng điều chỉnh nha. Bảng điều chỉnh này thì nổ máy nó sẽ sáng hết cái chức năng nha anh chị. Đấy, có ngã ghế được nữa nè. Hàng ghế sau ha. Đây bể đầy nước nè anh chị, ngồi rất là sang trọng. Có cửa gió sâu nè, có cổng sạc luôn nha anh chị. Trần nỉ sạch sẽ vô cùng, trần nỉ zin nha. Đấy. Hai bên hông thì cũng có rèm luôn, có rèm cửa luôn nha. Đấy. Rồi ghế, ghế phụ. Ghế phụ đây anh chị, căng đét mới tinh luôn, không khác gì xe mới cả. Con này chủ đi rất là kỹ nha. Coi như là 2019 là 4 năm rồi anh chị, mà chạy được có 20.000 cái số thôi. Xem như là mỗi năm chạy được khoảng đâu 5.000 cái số à. Mỗi năm đi 5.000 cái số mà chia cho 365 ngày thì mỗi một tháng nào một ngày đi đâu có khoảng chưa tới 10 cây số nữa. Xe còn đăng kiểm dài, hay đến tháng 1 2024 mới hết đăng kiểm anh chị. Rồi, mình cùng qua ghế tài nha. Camry này á, ngồi ghế sau vẫn sang mà ngồi được cầm lái vẫn đã anh chị, vẫn thích nha. Đấy. Cửa hơi chắc nịch anh chị. Xe nhập thì cửa đấy, có vẻ là nó cứng cáp hơn. Bốn cửa nâng hạ ô tô nè, gặp gương ô tô ha, có nhớ vị trí ghế lái nha anh chị. Nội thất thì da ha, tắp bi tắp lô là da hết nha anh chị, rất là đẹp da nha. Đấy ghế tài nè anh chị, ghế tài là sẽ có nâng hạ chỉnh điện ha, chỉnh điện coi là lên xuống tới lui là bốn hướng, tới ngã là sáu hướng tám ha, bơm lưng nữa nè tám. Đấy rồi đây ghế da, không quay chi tiết cho mọi người xem chút ghế da nha. Đây rất là đẹp. Đây là mở cốp ha, mở xăng mình cũng bấm đây anh chị. Cái này á, gật gù của cái cần số là chúng của vô lăng chúng ta sẽ là điện nha anh chị, như những xe sang vậy đó. Rồi mình cùng lên mình nổ máy nha. Đây là chìa khóa nha anh chị, chìa khóa mình bỏ trong bao luôn. Ok, và đây là odo chúng ta chạy 21.000 km nha. 21.000 km nè. Đấy. Màn hình đồng hồ là analog kết hợp với màn hình điện tử anh chị ha. Đấy rồi, xe thì có trang bị là đèn tự động nè, có gạt mưa tự động ha. Vô lăng thì ba chấu nè, tích hợp nút nghe thoại rảnh tay, ru control ga tự động nha. Sừng xù gia cốc nè anh chị ha, còn rất là đầy đủ luôn. Đấy. Rất là đẹp nha. Đây, mình chi tiết cho anh chị cùng xem. Những chi tiết mà đánh giá được chiếc xe chúng ta nha. Mở đèn lên. Đấy. Đây anh chị rất là đẹp. Cái phần nói chung là táp lô này chủ đi khá là kỹ giữ gìn nha. Đấy, rồi. Vô lăng trợ lực điện ha, đánh khá là nhẹ. Ở phiên bản này trang bị là có HUD nha anh chị nha, nó sẽ chiếu lên thông tin lên trên cái đồng hồ, trên cái màn hình, trên cái gương của chúng ta này. Đấy. Rồi có trang bị là loa JBL nha anh chị, loa JBL thành ra là thời điểm này là những mẫu Camry hay Quy này rất là nhiều anh chị tìm kiếm, tại giá nó mềm và cái option nó đầy đủ hơn cái 29 mà mẫu cũ ha. 29 mẫu cũ thì option hơi ít, có đèn ambient light nè anh chị, rất là đẹp nha. JBL có bản đồ dẫn đường luôn. Đấy, điều hòa thì hai vùng ha. Phía sau là riêng nữa nha anh chị, phía sau là riêng nữa đấy. Rồi, có điện 12V này. Hộp tủ này. Đấy. Đặc biệt là ở phiên bản này có lẫy số thể thao nha anh chị. Đặc biệt là Camry này cũng có sẽ thôi lẫy số thể thao nha. Đấy. Rồi là Eco Normal Sport nè, phanh tay điện tử và chức năng Auto Hold nha anh chị. Đấy. Rồi, bệ thì tay thì rất là bự nha. Ngồi rất là sướng luôn. Các tay rất là đã, tủ cũng khá là to nè. Rồi,
Xe thì trang bị là có rồi, có phanh ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết nha. Rồi bây giờ mình cùng qua xem con màu đen đi, thì lát nữa em Hưng quay khoang máy của hai xe cùng lúc lên chị cùng xem luôn. Rồi tiếp theo mình cùng ra xem em màu đen nha anh chị. Thì em màu đen thì odo được nhiều hơn xíu ha, là 25.000 km anh chị ha. Và con này gốc thành phố thì nếu anh chị em nào sang tên về thành phố thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu ha. Sang tên về thành phố hoặc là Hà Nội không mất lệ phí biển số 20. Thì em cũng đi một vòng và quanh xe cho anh chị cùng xem ha. Thì trước xe những cái option con này thì y chang con màu trắng không khác gì cả, quan trọng là về trước xe thôi. Đấy, la răng ha, 18 inch rất là đẹp, cửa sổ trời này. Em Hưng ráng quay chi tiết nhất cho anh chị cùng xem ha. Mình xem này, xem bây giờ nội thất đi ha, chứ còn option đấy thì y chang xe kia rồi, khác gì cả. Đấy, ghế ghiếc này anh chị, ghế tài ha, 25.000 cũng rất là mới luôn. Đấy, con này nội thất đen nha, anh chị em nào thích màu đen thì tham khảo mẫu xe này. Đấy, màu đen thì tạo cảm giác nó khá là gọi là lịch lãm anh chị ha, lịch lãm. Camry có màu trắng với màu đen là rất là đẹp ha, rất là đẹp luôn. Đấy, sơn suy còn cực kỳ đẹp anh chị. Đăng kiểm thì đến tháng 8 2023 ha. Đấy, rồi mình cùng xem cái ghế phụ này, chỗ ghế phụ ha. Đấy, cũng khá là mới anh chị, quan trọng là chiếc xe thôi, còn đời nhà giá cũng như nhau rồi. Đấy, đã lên lót sàn sẵn ha. Đây, mọi chiếc xe qua sử dụng nó đều có cái giá nó khác nhau nha anh chị. Thì giống như là nó sẽ liên quan đến rồi như là chất xe, rồi odo đi ít đi nhiều ha. Đấy, bên em Hưng thì cũng có hai xe Sorento cùng đời mà là nhau 60 triệu anh chị, mà hai xe cực kỳ đẹp luôn, thì khác nhau odo thôi. Đấy, thì anh chị nào quan tâm thì mình phải đến xem xe thực tế mới đánh giá được chiếc xe nha anh chị. Đây, em Hưng vào nổ máy cho mọi người cùng xem con xe luôn nha. Odo là 25.558, 88 km anh chị. Đấy, rồi cũng là vô lăng ha, vô lăng này. Đèn báo xuất lớp này, con này nó có báo xuất lớp nha anh chị. Đây, cường số này, cường số này, vô lăng đây chứ, vô lăng ha, sừng sùa gia cốc nó còn nguyên hết, rất là đẹp nha mọi người. Có phanh tay điện tử, chế độ chạy auto hold ha. Nói chung là nội thất thì cũng như, giống xe kia, thiết kế xe kia chỉ có là con nội thất đen, còn kia thì nội thất kem. Nội thất kem thì đẹp nhưng mà anh chị em nhiều khi sử dụng phải chịu khó là phải giữ vệ sinh xíu, không là nó bị nó dễ bị như là nó bị dơ ha. Còn màu đen này thì mình đỡ phải chăm chút hơn. Đấy, rồi xe nổ rất là êm nha anh chị, có thể là mang chất chất hạng thoải mái không vấn đề gì cả nha mọi người. Này, đấy, xe kia nó cũng thế nha mọi người. Đấy, rồi la GPL thì cực kỳ hay rồi, không có gì phải chê luôn. Thì cũng là có là 7 rút khí ha, rồi cân bằng điện tử, phanh ABS, rồi những cái chức năng an toàn con này nhiều lắm, có cảnh báo điểm mù trên gương luôn nha. Bây giờ mình cùng ra ngoài tham quan khoang máy của hai xe này nha mọi người. Rồi, đây là hai khoang máy chúng ta nha. Thì tất cả hai con xe này em Hưng đều đang nổ máy luôn cho mọi người cùng xem đấy. Máy nổ cực kỳ êm nha, máy nổ cực kỳ êm. Đây, anh chị em là có thể mang ra hãng kiểm tra tích hạng thoải mái, không có đề gì cả nha mọi người. Nên tích hạng thoải mái không có đề gì cả, em Hưng là quay rất là chi tiết để mọi người cùng xem luôn.
để chống nóng chống mồm là zin theo xe này. Đấy ha, sùng chỉ đồ là nguyên zin hết. Xe cam kết cho anh chị là cứng đụng ngập nước nha, lỗi là hoàn tiền tại chỗ, không mất một đồng nào luôn nha anh chị nha. Và những chi phí phát sinh là đều chịu hết cho mọi người luôn. Đấy, có thể mang ra hãng hoặc là anh chị em nào có thợ thầy có thể dẫn đến xem xe thoải mái, không vấn đề gì cả nha. Đấy, mặt máy này, xe này đấy lúc trước là bên Hưng bán cho khách này anh chị, là bên Hưng sẽ dán tem nha, tem vẫn còn nguyên luôn nè anh chị. Đấy, là bên Hưng sẽ dán tem anh chị, tại vì mình sợ là nhiều khi là xe giống như là xe bị khách mua của mình đi, mình cam kết cho khách nhưng mà khách chạy có vấn đề gì á, họ sửa họ lại mang nó đổ thừa mình. Thật sự bên em thì gara rất là showroom rất là lớn nha, gần như là lớn nhất thành phố luôn, thì mình bán những con xe tiền tỷ nữa, nhiều khi á là mình tranh cãi thì khách hàng nhiều khi đó là anh chị biết rồi đấy, người ta sẽ lúc nào cũng người ta kêu là khách là thiệt thòi hơn là người bán, nhưng mà không phải. Bên đây là mình cứ rõ ràng thôi, mình cứ rõ ràng hai bên như vậy á, thì sau này có vấn đề gì xử lý nó rất là dễ anh chị. Đúng là bên em sẽ chịu trách nhiệm cho mọi người hết nha, không vấn đề gì cả. Đấy, thì xe bên em Hưng là bảo hành cho anh chị là 6 tháng hoặc là 10.000 km động cơ và hộp số nha, bao chích tết thoải mái, không vấn đề gì cả nha mọi người. Có thể là anh chị nào mà ở xa em dám tự tin cọc á, em ra ngoại chết hãng cho anh chị luôn, giao tận nơi chết hãng nha, lỗi là bên em hoàn tiền chạy xe về, không muốn anh chị không mất một phí nào luôn đấy nha. Rồi ok, thì hai xe này là bên em Hưng là đều bảo hành cho anh chị là 6 tháng 10.000 km động cơ và hộp số, và sẽ bảo dưỡng trước khi thay nhớt trước khi giao xe cho anh chị luôn nha. Rồi ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán hai mẫu xe này là 918 triệu nha, và còn ra lọc khách hàng thiện chí xem xe thì xe có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Anh chị em chuẩn bị trước cho em Hưng số tiền tầm khoảng là 350 tới 400 triệu là ở đây sở hữu được hai chiếc xe Camry 2.5Q 2019 này nha. Thì chiếc màu đen này là gốc thành phố, thì nếu anh chị nào về thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu nha. Còn đây thì anh chị em nào quan tâm có liên hệ số hotline bên dưới, em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho anh chị nha. Xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị ở video khác.